Xin chào tất cả mọi người nhé. Em là em Hoàn ở công ty Hatico, chuyên review móc đào đẹp nhất của công ty. Thì hôm nay nhân tiện đây thì có một cái móc rào em đóng cho anh khách ở trong Huế. Đấy. Thì em sẽ xin phép được quay review cái móc này cho mọi người xem. Thì nói chung nó cũng là một cái tình cờ. Thì anh ở trong Huế này thì anh cũng biết em qua các kênh truyền thông như là YouTube này, kênh Facebook này. Thì anh em làm việc qua online thì cũng chưa gặp nhau lần nào, nhưng mà anh rất tin tưởng giao cho bên em đóng một cái móc. Đấy, quay video hình ảnh cho anh thì anh rất chi là ưng ý. Thì hôm nay nhân tiện anh cũng chưa lấy cái móc này thì em sẽ quay để review cho mọi người về xem cái mẫu móc đóng bên em như nào. Thì em nói qua thì móc này là móc 15m1 nguyên bản, xác nặng 8 tấn 7, nhưng mà trên giấy tờ thì là 8 tấn rưỡi. Tải trọng của con này của móc sàn không là 30 tấn 3. Sau khi đóng hoán cải như này thì tải trọng sẽ còn là 29 tấn 3 trên giấy tờ. Con này xác thực tế nặng của nó móc sàn không thì là 8 tấn 7, đóng cái móc rào lên nó khoảng rơi vào 3 tấn nữa, nó rơi vào 11 12 tấn gì đấy. Thì đây em sẽ quay trực, đây em sẽ quay một vòng trước rồi em sẽ đi từng chi tiết cụ thể. Đấy. Móc này thì các bác nhìn thấy ở dưới nó màu xanh, bởi vì anh khách anh cũng không không có nhu cầu anh sơn cả, anh bảo là sơn này không thì nó cũng đẹp lắm rồi nên là anh không sơn, anh để nguyên bản. Bởi vì móc của bên em thì là sơn tĩnh điện, sơn nhúng tĩnh điện nên là lớp sơn của nó rất chi là đẹp. Đấy, cũng không cần phải sơn nữa thì nó cũng là bảo vệ móc rồi. Móc này thì may cái bạt thì quá đẹp luôn, loại 3 bạt, hai bên hông thì là bạt da, bên trên là bạt giữa. Đây, thì đây là thông số của móc này. Đấy, xác con này là trên giấy tờ là 8 tấn rưỡi nhưng mà thực tế của nó nặng hơn thì là 8 tấn 7 hoặc 8 tấn 8. Đấy, chiều dài của nó là 15m095, chiều rộng của nó là 2m rưỡi và chiều cao của nó là 1m570. Con này tâm cầu của nó thì là 8m750. Tải trọng của móc sàn không là 30 tấn 3. Tải trọng rất chi là cao, nếu mà bác nào mà chạy móc sàn không thì tải trọng của nó cũng được vào 33 tấn 4, rất chi là cao. Đấy. Đây tổng thể đầu tiên, đằng trước này thì anh khách anh đóng hai cái giá treo bạt. Ở bên hông thì làm lắp đây, bên này chỉ lắp một cái thang thôi, hai giá treo bạt. Em sẽ quay luôn. Màu sơn này là sơn bồ đội, sơn rêu, sơn đậm ấy, rất đẹp. Công ty em là công ty Hatico, quá đẹp luôn. Lốp con này thì đang sử dụng lốp 1002, lốp có xăm 20 bố thép. Đây thông số của lốp này là lốp Capsen. Đây em sẽ quay đây, lốp Capsen. Đây bác nhìn này, 1002 12.00R20, lốp 20 bố thép. Loại gai thì là gai dọc như này. Đấy. La răng thì là la răng 10 lỗ, trục về trục to. Quá đẹp luôn. Thì cái móc này thì thành biên của nó này, thành biên này là biên 20 này. Biên này biên 20 này, biên to này. Cột mà đang đóng ở đây này là cột U18, là dòng cột U Nhật, U Tây ấy, U nhập khẩu ấy, cột U18. Móc này thì sẽ đi kèm là 13 quả lốp, thì 12 quả lốp chính và một quả lốp sơ cua, cộng với hai giá treo lốp màu xanh này, thì một bên là để treo bánh của móc và một bên là treo bánh của đầu kéo. Đây phía đằng sau thì sẽ được làm thêm một cái thang để treo lên, khi mà mình đóng bửng nó sẽ dễ hơn. Tí nữa thì em sẽ quay ở trong thùng cho bác xem. Hiện tại em đang quay ở bên ngoài trước.
bên em là công ty Hatico, nhập khẩu 100% với thương hiệu móc là Sue. Đây là bên trong chụp này. Đây, nhíp của nó là dòng nhíp 10 lá nhá. Nhíp này là nhíp 1 ly 6 này. 10 lá nhíp này. Chụp đang sử dụng là chụp 13 tấn này. Đấy, bản má phanh này, bản má phanh 22 này. Đây là anh khách anh có lắp thêm một cái lắp cái tét nước. Thì đây là đang lắp tét nước để phun nước vào trong cái tăng bua này, khi mà đi đường cua này thì các bác nhất định phải lắp một cái tét nước để mình làm mát cái tăng bua này. Dây hơi bên em đang sử dụng là đây, các bác nhìn này. Dây này là dây tiêu thủy lực. Dây tiêu thủy lực. Dây này thì rất chìa bền. Đèn hơi tối. Dây chưa rất chìa bền này, nhiều đơn vị khác là làm bằng dây nhựa này. Dây nhựa thì không an toàn, bên em làm dây hơi này thì cực kỳ bền, bền theo đến hết đời móc luôn. Nhíp 10 lá này. Cầu trục 13 tấn, cầu trục to này, bản má phanh 22 này. Toàn đồ chắc chắn thôi. Công ty Hatico. Biên của nó là biên 20, cột này đang sử dụng là cột U18 Nhật của U Tây. Đây là thùng đồ nghề này. Thùng đồ bề ngoài bên em làm rất là rộng, chưa có đơn vị nào làm rộng đấy. Đây thì phụ kiện đi kèm nó sẽ là một tay quay và một cái Meyer này để bảo dưỡng lốp này. Các bác dùng bao lượng thì em đây có tặng thêm cho bác một cuộn phản quang, sau này về có phản quang này có mất thì dán thêm. Đấy, chân trống thì đang sử dụng là dòng chân trống Holland. Chân trống này chịu tải là 81 tấn. Dòng chân trống này chịu tải tốt hơn là dòng chân trống của Fuwa nhé bác nhé, nhiều bác không biết đâu. Đấy, tải trọng là 81 tấn. Chân trống thì phải gia cố. Gia cố thanh này rất chìa to này. Bên em làm thanh này to, rất chìa chắc chắn. Đây hiện tại bên em còn thiết kế thêm một cái giá để chân chờ. Nếu như các bác nào mà có nhu cầu mà lắp đảm giả an tâm hơn thì có thể lắp 4 chân trống. Thì bên em cũng có chân trống bán kèm theo phụ kiện. Nếu như bác nào có nhu cầu thì cứ bảo em sẽ lắp cho các bác một cái chân trống này nữa, thành 4 chân trống. Đây, đinh này thì đang sử dụng là đinh 9 này. Đấy, móc thì phải chở đinh 9. Bây giờ đinh 9 nó rất chỉ là thông dụng. Bên em 100% đều là đinh 9 hết. Đây là đường dây hơi này, đường này là chuẩn bị lắp vào đầu kéo này. Đấy. Đây. Đây là cái tét nước hợp kim này. Inox. Tét nước này là 2 ly nhá. 1000 lít 2 ly. Tét nước 1000 lít 2 ly rất to. Đó. Đây một đặc điểm nữa bên em đóng này. Em sẽ quay quác này. Khi mà đóng cột này, đóng cái cột U18 này, chân cột này. Cái này chắc hay không là ở cái chân cột này. Đây là mối hàn chân cột này. Đấy, bên trong nữa này. Đấy, bên trong nữa là bên em sẽ làm thêm hai cái thanh này nối thẳng vào móc này. Nhất là nó giữ được cái thân cột này rất chìa chắc chắn này. Thứ hai nó tăng thêm cái độ cứng của cái sàn này, chịu đỡ của sàn này nữa. Mỗi cái chân cột này em sẽ hàn thêm hai cái thanh đỡ như này. Rất chìa chắc chắn luôn. Khi mà các bác đi đường mà nó lung lay ngang dọc này thì cái chân này nó sẽ có tác dụng chống này. Đấy. Đây là xưởng nó thiết kế rất chi là thông minh này. Đấy, bên em thì thanh u ngang này thì được là úp ngược lên. Nhiều đơn vị khác là làm úp ngửa. Úp ngửa thì sau một thời gian thì nước nó vào trong cái sàn này nó sẽ bị hỏng mất cái này. Thì bên em sẽ thiết kế úp ngửa này. Đấy. Mỗi sàn đều có những thanh này chạy dọc này. Nhạc sàn rất chắc. Đấy, bạt này rất đẹp. Rồi bây giờ em sẽ đi vào trong thùng cho các bác, quay cho các bác xem bên trong thùng. Đây. Đấy, đây là cánh cửa này.
cánh cửa được lắp thêm cái thang này, và bửng này cũng lắp thêm thang nữa, nó trèo lên cho dễ. Rồi cái thùng này rất dài, rồi em chạm trèo lên thùng cho bác quay cho bác trong cho bác xem. Đó, đây là bên trong thùng này, tuy nó vì nó căng bạt nên là nó hơi tối nên em sẽ quay ở bên 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 gần bên trong này thôi. Đây, mỗi một cái cột này sẽ được gia cố thêm một dây xích. Dây xích này sẽ được hàn chép một đầu. Đó. Để khi mà mình đi thì hai cột này nó đã vừa vừa hàn ở dưới chân này, vừa dây xích này thì quá chắc chắn luôn rồi. Đây, bửng này. Bửng này đóng rất dày. Hộp này. Con này thì chiều cao của nó tối đa là từ mặt đất lên đến đỉnh kèo sắt sộ này là 4 mét. Đấy, thì tương đương với khoảng tương đương với cái thùng này thì nó sẽ cao khoảng tầm, mình móc sẵn của em là 1,70 m thì nó sẽ rơi vào khoảng là 1,430 m đấy, để tròn 4 mét. Bên trong này thùng rất dài rộng, dây xích căng căng đét luôn. Bên em đều đóng dày dặn nhá, móc nào em đóng dày dặn hết. Đây, móc sàn này, sàn rất chắc. Đấy, vì phủ bạt kín nên là nó hơi tối nên là các bác thông cảm. Em chỉ quay được bên ngoài này thôi. Đấy. Em chỉ quay được bên ngoài này thôi. Đấy. Em sẽ nói chiều dài cái này này. Bây giờ em sẽ đo cái bửng này cho các bác xem này. Bên em chỉ đóng theo nhu cầu của khách nhé. Khách mà cứ yêu cầu đóng kích thước bao nhiêu thì bên em sẽ đóng như thế. Đấy. Làm sao cho nó đủ theo tiêu chuẩn của nhà nước quy định. Đấy. Chiều dài của móc là được. Còn các bác đóng thích đóng đóng không bịt tôn này cũng được, mà đóng bịt tôn cũng được. Bên em đóng kiểu gì bọn em sẽ đóng hết. Em sẽ đo cái bên này cho các bác xem. Đây, cái bửng trên này, bửng này lúc nào bửng dưới là đóng là 840 này, trên giấy tờ cũng 840 này. Đấy, còn cái này là 110 này. Đấy, bên trên là 30 này. Đấy, các khoang khe hở này thì là mỗi khoang là 3 ly này. Đấy là 3 ly này. Ờ, đấy là bên trong của móc sàn này. Đấy, móc trong thùng này, em quay trong thùng rồi. Đấy, đấy là toàn bộ về cái móc rào hoán cải 15m1. Xác của nó là 8,7 tấn. Tải trọng là được sau khi hoán cải là còn 29,3 tấn. Các bác cũng chở được khoảng thêm 10% nữa là loanh quanh vào rơi vào được 32-33 tấn. Con này thì có là lắp một tét nước hợp kim inox và lắp thêm một cái bạt. Bạt này cũng rất là đắt đấy. Bạt này tính không thì em mua cái bạt này nó khoảng gần 5 triệu đấy. Bạt da đấy. Móc đóng rất là đẹp. Đó là tất cả về móc rào. Hiện nay móc này bên em thì bán rất là chạy, bởi vì với thời điểm hiện tại như này, cấm tải như này thì các bác sẽ chuyển sang móc nào mà chạy được tải cao mà chở được nhiều thì móc sàn 15m1 này nó đáp ứng được đầy đủ đấy. Nhất là tải cao đấy, móc này móc dài, tâm cầu thì cũng tâm cầu ngắn 8m7 đấy. Tâm cầu 8m7. Con này thì em móc của em thì thiết kế chở khoảng tới 100 tấn quay đầu. Nếu các bác nào chở 40 50 tấn thì quá ok và thoải mái. Đấy, thì hiện tại bên em thì còn rất nhiều móc sẵn móc. Nếu như các bác mà đang có nhu cầu đóng móc như này, đấy, thiết kế như này, bạt như này. Đấy, có lắp cả tét nước. Đấy, thì loanh quanh nó rơi vào khoảng hơn 550. Đấy. Bây giờ ngân hàng vay hỗ trợ các bác khoảng tầm 300 rồi. Thì chỉ với bỏ trước khoảng loanh quanh 300 triệu đi thì các bác có thể kéo móc này về rồi. Đấy. Còn nếu như bác nào mà đủ mạnh tài chính thì có thể mua thẳng trực tiếp luôn. Thì bên em đóng cái móc này loanh quanh từ 10 đến 12 ngày là xong. Cả trong thời gian làm song song với hồ sơ hoán cải nữa. Đấy. Thì loanh quanh khoảng 15 ngày là em còn giao móc cho các bác rồi. Thì móc này em đang đóng ở Hưng Yên. Đấy, các bác cũng biết là Hưng Yên nó là cái nơi mà đóng móc đẹp nhất của miền Bắc này rồi. Đấy, thì tất cả các nơi về đều về đồ Hưng Yên cả. Đấy.
thì đó là tất cả về móc này, về thời gian này, đóng móc này, đấy, về giá cả này. Đấy, giá cả thì nó tùy vào trường hợp, sắt thép lên xuống giá có thể thay đổi, nó có thể cao hoặc thấp. Thì nếu các bác mà có nhu cầu lúc nào nó đóng thì có thể liên hệ em, thì lúc đấy em sẽ báo giá trực tiếp, báo giá cụ thể đấy cho các bác nắm rõ. Rồi đây thì đấy, thì đây là toàn bộ về móc này. Thì nếu các bác nào có nhu cầu thì có liên hệ qua số điện thoại là 0965 809 499. Em là Hoàn, ở em phụ trách kinh doanh ở bên công ty Hatico. Rất chi là mong có cơ hội được hợp tác với các bác. Đấy. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều móc khác, bên em còn có cả móc lồng. Hiện tại mình có móc lồng sắc nặng 9 tấn 4, chở 100 tấn trở lên. Móc lồng sắc nhẹ 7 tấn, đấy, tải được 34 35 tấn. Thì móc lồng sắc nhẹ 12 mét 4. Ngoài ra em còn có sàn sắc nặng kia đang trồng. Sắc nặng đấy thì là 9 tấn 8, con đấy thì chuyên chở nặng rồi. Đấy, chuyên chở quá tải 100 đến 140 tấn. Ngoài ra em còn móc 14 mét. Móc sàn 14 mét và móc sàn 12 mét rưỡi nữa. Bên em rất nhiều rất là dòng sản phẩm. Đấy, nếu các bác mà đang có nhu cầu mua móc nào đấy, thì có thể liên hệ trực tiếp qua em sẽ để số điện thoại ở trong cái video này hoặc là dưới phần bình luận. Đấy. Rồi, đây là em quay xin kết thúc video ở đây và hẹn các bác trong những video móc đẹp tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người.